Em có một chàng trai lại đến khóc khi tôi mới mấy bữa trước. Ông có một cô bạn gái quen hồi nhỏ, độ 7-8 tuổi đó. Tới nay ông có 19-20 tuổi rồi. Hai người khắng khít nhau từ 7-8 tuổi, thương yêu nhau từ lúc đó. Tới bây giờ ông vì đô la, cô đó vì đô la, cho nên bỏ ông theo cái Việt Kiều, theo Mỹ Kiều, Việt Kiều. Ta nói là trai thì sắc mà gái thì tài. Ông khổ tâm, khổ tâm mà ông tìm cách chạy trốn. Chạy trốn không được. Ông nói sư biểu niệm Phật, con đè hoài mà đè chừng nào nó bung chừng nấy. Rồi sư biểu con quán, thì con quán đủ thứ, vô thường, vô ngã, khổ đau. Mình với khổ có quan trái, hồi xưa mình gạt khổ, giờ khổ gạt mình. Hồi xưa mình dứt khổ, giờ khổ dứt mình. Rồi con lên hoằng pháp, con làm công quả, rồi con nghe pháp, con làm đủ thứ hết. Con cố tìm lãng quên, nhưng cố quên lại càng nhớ thêm. Vì trót yêu rồi, nó lỡ trong đó rồi bây giờ làm sao quên được. Càng đè chừng nào nó càng nổi mạnh chừng ấy. Càng quán chạy trốn chừng nào nó lại đeo sát như bóng thời. Bây giờ sư chỉ con phải làm sao? Tôi nói làm sao cũng chẳng làm sao. Dẫu có bề gì cũng chẳng làm siêu. Không có chạy được đâu. Ông đã đường đủ cách hết rồi, giờ tôi chỉ ông cũng là một phương pháp đè nén, phương pháp chạy trốn thôi. Nó con bây giờ khổ quá. Nhiều lúc con tính tự tử đó sư. Con mấy lần. Nhưng mà con nghe sư nói làm thân người khó được lắm. Con sợ con chết rồi con không làm thân người được. Tôi nói chắc chắn 100% là không có mang thân người. Chứ đừng nói là con sợ là không có sợ. Mà chắc chắn là không có mang thân người. Không mang sanh súc sanh còn đỡ, tôi sợ là sanh ngạ quỷ đó. Quỷ đói, đói tình yêu. Thì tôi chắc chắn với ông là súc sanh còn chưa được. Chứ đừng có nó mang ngạ quỷ thì được. Quỷ dễ yêu. Ông nói bây giờ làm sao thì tôi nói không có làm sao. Ông đã làm đủ cách làm sao hết rồi. Cái đau khổ của ông biết khi nào ông mới nhớ người khác phải không? Khi nào mới nhớ ông biết không? Ông sở dĩ đau khổ là không phải do người bạn khác phái mà phụ ông, mà chính ông phụ ông. Chính cái tư tưởng ông mới nghĩ tới người khác phái, chính cái tư tưởng là nguyên nhân của đau khổ. Như tôi nói là chính cái phân biệt này, nhớ lại những kỷ niệm hồi xa xưa, những cái lưu niệm lưu bút rồi từ nhỏ tới bây giờ nó nằm trong linh hồn ông. Rồi cái ý chí mạt na mới bươn lên cung cấp cho tư tưởng mới nhớ lại. Càng kỷ niệm nhiều thì cái đau khổ càng lắm. Mà từ nhỏ 7-8 tuổi quen tới bây giờ 19-20 tuổi, 15 mấy mấy năm trời. Ôi vô vàn kỷ niệm thì sẽ vô lượng đau khổ. Mà ông cứ chạy trốn nó hoài thì nó phản ánh cần nhiều đè nó xuống thì nó làm nổi nữa. Nó là đầy tràn trong ai lại gia con, bây giờ nó hiện ra thôi, giống như ông niệm Phật. Ông đã nhất niệm rồi thì nó tràn ra ngoài. Chỉ có cách là ông nhìn thẳng nó. Mà khi nào mới tư tưởng khởi ông biết không? Không có biết. Tôi nói căn tiếp xúc với trần. Do ý căn tức là mạt na. Nó moi trong cái ai lại gia là pháp trần, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức đã gần gũi nhau 10-20 năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, vô vàn kỷ niệm. Thì nó cứ tràn ra ngoài. Bây giờ lặng lẽ ông nhìn nó, đừng cải sửa, đừng phê phán, đừng đè nén, đừng chạy trốn được không? Thì cứ mặc kệ cho nó nổi ra, mà ông chỉ là cái biết thôi. Ông lặng lẽ nhìn nó, ông trở về cái biết. Ông đừng phê phán, đừng cải sửa, đừng đè nén, đừng chạy trốn, đừng quá cái gì hết. Đừng niệm Phật đè nó xuống được, ông cứ để nó tràn. Ông lặng lẽ nhìn nó như là nó. Thì cái lượng sống nó, lượng sống của kinh nghiệm, kiến thức, ký ức đó, thì kỷ niệm nó cứ tràn ra, thì ông là cái dòng nước, chứ ông đừng là lượng sống. Thì dòng nước nó sẽ nhìn cái lượng sống y như là sống, sống nổi lên rồi nó sẽ nổi cái khác nữa. Cái kỷ niệm này hết tới kỷ niệm khác, 10-15 năm trời kỷ niệm, ông cứ cho nó trào ra đi. Ông chặn nó thì chết. Cái dòng nước nó mạnh, ông chặn mà chỉ chừng nó dở bờ một cái rồi, cái đầu chặn nó dở đi luôn.
ông để nó tràn đi, rồi ông sẽ thấy là ông là dòng nước thì cái đau khổ không đụng tới ông. Còn nếu ông là cái tư tưởng thì ông sẽ đau khổ. Có dinh thì có nhục, có lợi, có hại, có thịnh, có si, có khen, có chê. Bây giờ ông cứ để dinh nhục lại hại thịnh si khen chê nó tràn cho cái dòng nước, cái dòng sống nó cứ trôi mãi. Mà ông chính là dòng nước chứ ông không phải là sống. Ông dám làm không? Chỉ có cách đó thôi, ngoài ra không có pháp môn nào nữa hết. Không có cách thức nào chạy trốn, không có cách thức nào đè nén nữa. Ông bây giờ cứ đối diện thẳng với cái khổ đau. Ông đừng sợ nó. Mình cứ đè nó cái nỗi đau này xuống. Đè chừng nào cũng giống như cái bình hơi. Ông đè nó mà đè không nổi thì nó nổi lên. Còn chạy trốn nó mà chạy không được thì đối diện nó ông sẽ đau khổ. Giải gì mà chạy trốn nó. Ông cứ nhìn nó như là nó. Ông lặng lẽ đừng làm cái gì hết. Thì có cách đó thôi. Mà lặng lẽ được hay không? Muốn lặng lẽ được ông phải đi tới định sanh hỷ lạc. Tức là thân an tâm mới hỷ được. Thì mấy ông có thể qua cái bát nhã được. Chỉ còn cách đó thôi, ngoài ra không còn cách nào khác. Không biết ông về ông làm được không mà thấy mất luôn tới bây giờ. Tôi nói đừng có nên uống thuốc chuột tự giận nhau. Có nói là một cái ngu. Cái đó là cái ngu vô cùng. Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Mà chết trong lúc buồn khổ để sanh vào cảnh giới khổ buồn. Tức là mang thân ngạ quỷ, thân xuất sanh còn chưa chắc được. Tôi bảo đảm với ông, nếu ông chết mà ông mang thân người được, tôi xuống địa ngục. Không bao giờ mang thân người. Mà nếu ông chết rồi ông với cái cao khổ này, ông sẽ mang sát thân cát, sẽ khổ đau nữa. Nó kéo tiếp dài dài hoài. Ông chạy trốn nó thì nó vẫn theo ông thôi. Bây giờ ông đối diện thẳng với nó, đừng làm gì hết. Thì cái đau khổ vẫn còn, nhưng mà nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Mà ông không chặn nó thì nó qua hết rồi thôi. Thì ai lại da của ông không còn chứa nữa. Còn đau khổ ông chống đối nó thì nó chạy qua rồi, ông lại tập trung vô cái khác nữa. Thì cái đau khổ vẫn là đau khổ, bỏ cái đau khổ cũ, lấy cái đau khổ mới. Bây giờ ông để cho nó tràn. Ông lắng nghe nó hoài, nhìn thẳng nó hoài, cái chừng nó trồi ra hết thì thôi. Mười mấy năm kỷ niệm mà trời ơi, mười mấy vô vàng cái đau khổ, để cái vô vàng đau khổ nó lặng lẽ nó trôi qua. Ông chỉ còn lại là cái biết thôi. Cái biết nó đâu có khổ. Nó không có sướng, nó không có khổ, nó không sanh, nó cũng không diệt. Mà nó là cái chỗ để cái đau khổ này nương vào đó để mà phát hiện. Thì thôi, đó là tôi nói. Phật tử nói vậy cho muốn qua cái đó cũng khó đây. Thì đó là tôi nói ngang thôi. Nếu ai căn cơ cao thì làm được. Còn không phải trở lại cái tiến trình của năm quân. Tiến trình năm quân. Như vậy thì trước tiên là tôi xin Phật tử hãy sống với cái hiện tại. Tức ngay bây giờ và tại đây. Đừng có nuối tiếc những cái dĩ vãng đã héo tàn. Đừng có mơ mộng những cái tương lai dung dơ. Hãy sống với hiện tại. Hiện tại là cái quả của quá khứ. Mình có quyền cải sửa. Đó là con người. Không phải Phật nha, người và trời. Thì mình sẽ sống được cái hạnh phúc. Đừng có nói định mệnh. Không có định mệnh nào quyết định cho mình hết. Không có ông trời, ông diêm vương, ông vĩ sứ nào quyết định cho mình hết. Nói như vậy không có nghĩa là không có diêm vương, không có vĩ sứ. Diêm vương thì bắt những người nào hạ cái diêm vương. Chứ diêm vương không có bắt người vào quả trời được. Thì ngay bây giờ nếu mình là cờ bạc khúc sách mình ghiền, thì diêm vương sẽ còng đầu mình ngay bây giờ. Thì chết bỏ xác thân này rồi mang xác thân địa ngục, đầu trâu mặt được. Thân người nhưng mà tâm diêm vương thì phải xuống dưới. Còn bây giờ tôi thân người là tâm trời thì diêm vương là bắt tôi được, không mà bắt được. Cái tâm tôi là cao thượng, diêm vương là đầu trâu mặt ngựa, súc sanh thôi mà tôi đâu phải súc sanh. Thành ra cái thân là thân người mà cái tâm vô số tâm, tâm địa ngục là tâm si mê, tâm ngạ quỷ là tham lam, tâm súc sanh là sân giận, tâm atula là thật đối chiến đấu. Tâm người là giữ ba giới, tâm trời là giữ năm giới và có niệm Phật.